Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trang sức AQ của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là cách dùng bút thử đá của bên mình. Đấy, cái bút hay còn gọi là đèn soi đá đấy các bạn. Thì một bộ sản phẩm của bên mình gồm là đèn soi đá này. Đấy, và đầu lắp vào đây khi chúng ta dùng soi những cái viên đá nhỏ. Và một bộ cổng sạc USB đây nữa nhé. Đấy, thì đèn đây gọi là đèn soi đá hai đầu. Đấy, với ba ánh sáng. Thì cái đèn này là cái đèn soi ánh sáng, nó rất chi là khỏe các bạn nhé. Thì khi các bạn bật lên các bạn soi thì cảm thấy cái bề mặt tay nó hơi hơi nóng đấy, do là cường độ ánh sáng nó khỏe. Thì đèn này của mình là ba màu sáng, là ba chế độ ánh sáng, thì là ánh sáng trắng, vàng và tím. Đây này thì đây mình các bạn thấy này, đây là ánh sáng trắng này và ánh sáng vàng này đấy. Và bên này là ánh sáng tím này. Thì mình sẽ dùng cái bút này để mình test và mình kiểm tra đá quý theo cách thông thường của dân đi mỏ hoặc là dân đi kiểm tra đá quý bằng phương pháp thủ công thô sơ đơn giản ngày xưa nhé các bạn nhé. Đấy, thì đầu tiên các bạn sạc đầy pin. Đấy, sạc đầy pin cho mình. Thì pin này con này nó dùng khá là trâu, các bạn dùng cả ngày là không hết pin nhé, các bạn không lo hết pin này. Đấy, thì đối với những cái sản phẩm đá quý thì thường chúng ta sẽ dùng cái đèn ánh sáng trắng. Đấy, thế này các bạn dùng đèn ánh sáng trắng này. Như đây mình có mẫu vật phẩm là ốc anh vũ này, ốc anh vũ hóa thạch này, thì mình sẽ dùng cái đèn ánh sáng trắng để mình kiểm tra là cái độ thấu quang. Đấy, độ thấu quang của con ốc anh vũ hoặc là nó lên màu có đẹp hay không. Đấy, thường là đi soi và kiểm tra các bạn dùng đèn để chúng ta nhận biết và phân biệt là hàng hóa của chúng ta nhé. Đấy, đây mình không có viên thạch anh, nếu mà dùng có mình có viên thạch anh thì mình sẽ test cho các bạn là mình soi mình sẽ nhìn thấy trong bên trong nó có vân và thớ, cũng như là chúng ta kiểm tra xem trong là nó có đá có dạng hay không. Và tiếp theo thì đây mình sẽ có một viên là tinh thể ruby. Đấy, mình cũng dùng cái ánh sáng trắng là mình kiểm tra luôn này các bạn nhìn này. Đấy, đi kiểm tra chúng ta dùng bút đi mua đá ví chúng ta kiểm tra. Đấy, các bạn nhìn cái chất đá sau khi chúng ta dùng bút chúng ta soi này, các bạn nhìn thấy cái chất đá này nó đỏ, nó rực, nó đẹp. Đấy, những cái viên nó không lên đỏ thì chúng ta chỉ cần soi đèn và chúng ta có thể nhận biết nhé. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, nếu đối với những cái viên nào nhỏ thì chúng ta dùng cái đầu bút ở trên này đấy để chúng ta lắp vào đầu, chúng ta lắp vào đầu đây để chúng ta soi nó đỡ bị lé kiểu loáng choáng các bạn nhé. Đây chúng ta dùng đấy, đấy chúng ta soi vào đây đấy. Mình xin nói là cái đèn này là nó ánh sáng rất chi là khỏe đấy, lên là cái độ thấu quang nó cực sâu các bạn nhìn này. Đấy, những cái viên thô và viên thịt nhiều mà nó thấu quang tận vào trong này, gần như là vào đến gần nửa viên đá rồi đấy. Thì như trên đây là mình vừa giới thiệu qua cái đèn soi đá của bên mình. Đấy, thì với các chức năng của đèn thì nó có 3 chức năng với 3 ánh sáng. Thì mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là những cái ánh sáng, từng cái loại màu ánh sáng nó sẽ phù hợp với cách kiểm tra theo cách thông thường mà bên mình đang sử dụng. Còn nếu bạn nào mà có cái cách dùng đối với những cái màu này để kiểm tra đá quý nó phù hợp hơn thì các bạn có thể comment ở dưới nhé. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ dùng ánh sáng tím này. Ánh sáng tím này thì các bạn có thể hiểu là chúng ta có thể kiểm tra là tiền giả. Đầu tiên là tiền giả, nó rất chi là dễ vì nó ánh sáng tím. Đấy, đấy nó được ứng dụng trong cái máy đếm tiền. Đấy, đây là ánh sáng tím nhé các bạn nhé. Đấy, thì các bạn soi. Ví dụ như hổ phách thì chúng ta soi có thể ánh sáng tím này nó có thể làm cho những cái viên hổ phách của chúng ta nó sẽ lên màu. Đấy là mình nói là lên màu để chúng ta nhận biết là làm sao là hổ phách thật, hổ phách giả. Đấy. Và nếu là ruby thì mình cũng có thể kiểm tra được, như các bạn nhìn ánh của nó là các bạn nhìn có thể nhìn được cái ánh của nó. Đấy, để chúng ta nhận biết là ruby hàng nó là hàng thật hay hàng giả. Cũng như là ruby nó có lẫn sapphire hay là lẫn đá khác hay không. Đấy, đấy là cái chuyên môn của mỗi người. Còn bên này thì cái ánh sáng là hai màu ánh sáng là ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Như ánh sáng trắng nãy mình vừa mới kiểm tra rồi. Đấy, mình vừa là kiểm tra độ thấu quang. Đấy, và mình cũng vừa là kiểm tra là màu chất chất màu của đá này. Đấy. Còn cái ánh sáng vàng thì hầu như là ít dùng. Mình nói luôn là như vậy. Đấy, bạn nào dùng thì chúng ta cách dùng của chúng ta là chúng ta dùng như nào có thể là chúng ta chia sẻ hướng dẫn này cho mọi người biết. Rồi, thì trên đây là mình vừa mới hướng dẫn qua là mình giới thiệu cái bút, cái đèn soi đá của bên mình dùng để kiểm tra đá quý và cũng như là cái
cách dùng, công dụng của đèn đối với từng loại ánh sáng. Video của mình là đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.